Mộc Dược. Đây là mới có hai vua con thôi, còn có vua nào nữa không? Còn vua nào nữa không? Ở giáo điển Tin Mừng không có dâng vàng, dâng hương, dâng mộc dược, nhưng mà dâng cái gì? Dạ heo. Dâng cái gì? Dạ heo. Vâng, giáo điển Tin Mừng chuyên môn là nuôi heo và người ta dâng heo. À, con tên là gì? Con tên là Dược Sư Ngô Bá Thành. Bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Có gì đây? Con heo. Để làm gì? Để tặng cho mấy bạn nghèo. Rồi, một tràng pháo tay, một con heo tặng cho các bạn nghèo. Còn con tên gì? Dạ, con tên Maria Nguyễn Thiên Hương. Mấy tuổi? Dạ, con 10 tuổi. Dạ, có gì? Dạ, có con heo. Để? Dạ, để tặng cho những bạn nghèo hơn con. Rồi, cho một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Chúng con có bà con với nhau không? Dạ, có. Ai là? Dạ, anh em họ. À, đây là anh em họ, đứa bé là anh, mà con lớn là em. Dạ. Phải không? Vâng, đây chúng con để con heo vào đây lại dâng ăn Chúa Hải Đồng đi. Đó, dâng vào Chúa Hải Đồng như là ba vua đến thờ lạy Chúa, dâng vàng, nhũ hương và mộc dược. Còn đây là Chúa Hải Đồng ngày hôm nay không cần vàng, nhũ hương, mộc dược, nhưng Chúa Hải Đồng ngày hôm nay rất cần những con heo. Nếu không có heo thì có lợn cũng được. Để mà chăm sóc cho những người nghèo, vì chương trình Tết của chúng tôi là phải đi thăm và tặng quà cho cả ngàn phần quà cho những người mù ở tỉnh Đắk Lắk, cho những anh chị em hoàn cảnh khó khăn ở địa phương này, và cho những nơi, những giáo xứ mà các cha hoặc là những người dân tộc khó khăn thì chúng tôi chuyển đến cho họ. Con Mốt, con có muốn đi tu không? Dạ có. Con có muốn đi tu không? Dạ không. Rồi, chúng ta có một cha và không sơ. Đây, gửi tặng cho cha cái máy nha. Mai mốt để cha đi giảng nha. Cảm ơn cha. Còn sơ thích cái gì? Không sơ thích cái gì? Dạ, con thích máy. Rồi, không sơ cũng thích máy. Đây, tặng cho không sơ cái máy. Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời. Mà còn đâu hôm nay là người ngoài.